Tử vi tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, nữ mạng, năm 2022, vận may liên tiếp ồn ồn kéo về, giàu nhanh như vũ bão. Vâng, hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì Dưỡng Quỳnh thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, mến chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trên đời này có lẽ rằng là chẳng ai không muốn biết trước được số mệnh của mình là tốt hay là xấu ra sao. Trong năm 2022 thì những người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, có cuộc sống luôn luôn ấm êm, chẳng phải lo nghĩ gì về tiền bạc. Mặc dù số mệnh của con người tốt hay xấu cũng phụ thuộc rất nhiều yếu tố, và trong đó việc chúng ta là con giáp nào cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vậy thì trong lục thập hoa giáp, những mệnh chủ nào trời định là những người tốt số, số trời sinh mang mệnh giàu sang phú quý trong năm 2022 nhâm dần này? Chỉ cần sống xứng đáng, những người tuổi Bính Thìn sẽ có được cuộc sống xứng đáng, thập toàn, thập mỹ. Quý vị thân mến, cuộc đời con người sợ nhất đó chính là cảnh nợ nần, thiếu thốn, đúng không ạ? Tuy nhiên mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau và buộc chúng ta phải đối mặt với cuộc sống mà mình phải đối mặt, đó đồng thời cũng chính là cuộc sống mà ông trời đã an bài. Bởi vì trời sinh thì ai cũng có vận mệnh riêng, những khó khăn trong cuộc đời chỉ là thử thách mà ai cũng phải vượt qua. Tử vi số mệnh năm 2022 nhâm dần trong lục thập hoa giáp sẽ có số mệnh chủ là số hưởng, mặc dù cuộc sống bôn ba vất vả và thậm chí nợ nần túng thiếu về đầu năm. Nhưng chắc chắn mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ và ổn định hơn về những tháng cuối năm. Với tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 nữ mạng, đặc biệt là khoảng thời gian này sẽ có quý nhân phù trợ, thần tài ban lộc cho giàu sang phú quý, nhà cao cửa rộng, sống trọn vẹn đến cuối đời. Trong phần luận giải về tử vi năm 2022 của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 nữ mạng sẽ chỉ rõ cho quý vị và các bạn về bốn phương diện trong cuộc sống, đó chính là tiền bạc, công danh, sự nghiệp, tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Tử vi sẽ giúp cho quý vị biết trước được thiên cơ, từ đó cải vận giàu sang cho mình. Và ngay sau đây thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng xem phần luận giải chi tiết cho tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 nữ mạng. Tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, năm 2022 nữ mạng, sống cho riêng mình. Tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, năm 2022 nữ mạng, tuy năm nay không dính hạn thái tuế, nhưng nữ Bính Thìn bị hung tinh cách giác, địa tang, dĩ cập, thiên khốc quấy nhiễu. Tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, năm 2022 nữ mạng, chi tiết. Tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, năm 2022 nữ mạng, có vận trình tương đối khó khăn. Năm 2022, bạn tròn 46 tuổi. Đây là một năm mà nữ Bính Thìn rất là vất vả, lên voi xuống chó do ảnh hưởng của các hung tinh. Các mối quan hệ kết giao, sức khỏe cần được chú ý, cần tăng cường phòng ngừa chủ động để tránh ảnh hưởng của các sao hung tinh, cách giác, địa tang, dĩ cập, thiên khốc. Sự nghiệp và tài chính, với sự trợ giúp của các tinh thiên đức, Bính Thìn có thể an tâm về vận trình công việc cũng như tài lộc và thu nhập của mình trong năm nay. Để vận trình công việc sự nghiệp được hanh thông thuận lợi, các gia chủ tuổi Bính Thìn hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để hóa giải. Thái tuế là tối đẳng thượng thần, là vị thần sát lớn nhất của năm. Trong năm 2022 nhâm dần, do thái tuế, tinh quân hạ ngạc đại tướng quân cai quản, vậy nên cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để tỏ lòng thành kính, đồng thời được ngài che chở giúp cho vận trình của năm được hanh thông thuận lợi. Sự nghiệp đánh giá 4 sao. Vận trình sự nghiệp của nữ Bính Thìn sinh năm 1976 khá ổn định. Mặc dù người tuổi này còn vướng vào tranh cãi với tiểu nhân trong năm dần, nhưng may mắn được sao may mắn thiên đức giúp đỡ, cho nên hầu hết người tuổi này vẫn thể hiện được sự bình tĩnh và nhẫn nại của mình. Năm 2022 tương đối ổn định và suôn sẻ trong công việc. Đặc biệt, những người làm kinh doanh sẽ tiếp tục phát triển rất thịnh vượng trong năm nay. Công việc làm ăn của bạn khá thuận lợi, cơ hội làm ăn ngày càng lớn mạnh. Tài lộc đánh giá 5 sao. Tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, năm 2022 nữ mạng, mặt tài lộc rất mạnh. Với sự trợ giúp của các ngôi sao may mắn, ví tiền của bạn vẫn thu vào đều đều, cho dù đang làm một hay nhiều công việc. Trong đó, phương diện tài chính khả quan nhất là do sự nghiệp thăng tiến,
một số người tuổi này làm việc gì cũng thuận lợi, có cơ hội được tăng lương, thăng chức trong năm nay. Nguồn sống và kinh tế của bạn cũng được cải thiện rất nhiều. Về phần tài lộc, nữ Bính Thìn cũng vượng hơn năm cũ, bạn có kinh nghiệm quản lý tài chính khá phong phú và điều kiện môi trường làm ăn rất tốt. Nếu bạn có thể tận dụng cơ hội làm ăn bằng tài ăn nói của mình thì năm nay sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Quý mệnh chủ tuổi Bính Thìn muốn tăng cường thêm vận trình tài lộc và sự nghiệp thì cần phải luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí phong thủy của nhà Phật. Khi mang theo bên mình sẽ được thần Phật che chở, giúp cho vận trình công việc được hanh thông thuận lợi. Minh quang pháp bảo là vật phẩm phong thủy được chế tác từ bạc S990, bên trên có khắc các biểu tượng của nhà Phật như lục tự đại minh chú, bát nhã tâm kinh. Đây là hai thần chú chiêu tài và bình an được các Phật tử chuyên dùng để tịnh thân, cầu an, gia trì công đức, giúp cho gia đạo được bình an, may mắn. Tình cảm đánh giá 3 sao. Trong năm Nhâm Dần, vận trình tình cảm của người tuổi Bính Thìn không được lý tưởng cho lắm, bị ảnh hưởng bởi cách giáp và thiên khốc, hung tinh. Hầu hết những người tuổi Thìn đều tương đối thờ ơ, ích kỷ, xấu tính và tàn nhẫn trong tình yêu. Bởi bạn nghĩ bạn sống vì người khác quá đủ rồi, và đây chính là lúc mà bạn cần sống cho chính mình. Và vì nhân cách của bạn ngày càng xấu đi, những người xung quanh sẽ tránh xa bạn, kể cả những người đã từng thân yêu và gắn bó với bạn trong quá khứ. Vì vậy, trong năm nay, vận trình tình cảm của Thìn suy yếu, tình duyên gặp nhiều gập ghềnh, cuộc sống gia đình tương đối eo uột. Sức khỏe đánh giá 3 sao. Vận trình sức khỏe của người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 cũng không mấy khả quan, bị ảnh hưởng bởi hung tinh. Vận trình sức khỏe của con giáp này giảm sút trong năm nay. Các vấn đề về thể chất của bạn thường xuyên xuất hiện. Không chỉ vậy, nhiều quý cô tuổi này cũng sẽ gặp phải một số chấn thương do tai nạn hàng ngày. Vì vậy, tử vi số khuyến cáo những người tuổi này nên cẩn thận hơn, đặc biệt là trong cuộc sống hàng ngày, chăm sóc bản thân, cảnh giác với thế giới bên ngoài để tránh những tổn hại không đáng có. Bên cạnh đó, gia chủ tuổi Bính Thìn cũng cần phải luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Đây chính là pháp khí phong thủy, sử dụng bộ tam hợp quý nhân để chiêu mời quý nhân hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại trong công việc cũng như trong cuộc sống. Đồng thời, pháp khí cũng giúp hòa hợp gia đạo, hòa hợp trong các mối quan hệ trong cuộc sống. Khi thị phi không còn thì công việc cũng hanh thông thuận lợi, từ đó tiền bạc ùn ùn kéo về. Hung cát, hung tinh. Tuy năm nay không dính hạn thái tuế, nhưng bạn bị hung tinh, cách giác, địa tang, dĩ cập, thiên khốc, quấy nhiễu. Cát tinh, bạn có cát tinh thiên đức hỗ trợ. Dù vận trình tổng thể khá tệ, nhưng nhờ cát tinh này cho nên sự nghiệp và tiền bạc của nữ nhân tuổi Bính Thìn cực kỳ ổn định. Tử vi từng tháng. Tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, năm 2022 nữ mạng, từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1 đánh giá 5 sao. Khi bước sang tháng 1 âm lịch năm 2022, chịu ảnh hưởng của Tết cho nên tuổi Bính Thìn có tính tình lạc quan, vui vẻ, phúc khí tràn đầy. Bính Thìn được thu hoạch tất cả các loại niềm vui và hạnh phúc cũng như là cuộc sống tương đối thoải mái. Tháng 2 đánh giá 3 sao. Trong tháng này, bạn có tài lộc và sự nghiệp ở mức trung bình. Mặc dù hầu hết tình trạng công việc của bạn vẫn ổn định, tuy nhiên, những bạn vẫn đang đi xin việc thì không có nhiều cơ hội việc làm trong tháng này. Về cơ bản là trong tình trạng đứng ngồi không yên. Vì vậy, người tuổi Rồng cần phải nỗ lực hơn nữa mới có cơ hội nâng cao tài lộc. Tháng 3, đánh giá 3 sao. Vận trình tình cảm của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 cực kỳ kém trong tháng 3. Bị ảnh hưởng bởi sao hung tinh, tháng này cần cẩn thận có kẻ thứ ba xen vào tình yêu của bạn. Những cặp đã kết hôn có thể sẽ xảy ra một số xáo trộn trong tháng này. Bạn chỉ cần làm việc chăm chỉ để vượt qua thời gian khủng hoảng này. Một khi bạn biết đặt mình vào vị trí của người ấy và ngưng cằn nhằn thì tình cảm mới ổn định được. Tháng 4, đánh giá 4 sao. Trong tháng này bạn dễ bị xáo trộn bởi một số cảm xúc tiêu cực khiến cho bản thân sa sút nghiêm trọng do năng lượng tiêu cực gây ra. Không chỉ vậy, dưới ảnh hưởng của các sao hung tinh, một số người trong tháng này có thể nghe được vài tin xấu từ người thân khiến cho bạn lo lắng và dễ bị bi quan bao trùm. Nếu không can thiệp thì có thể sẽ phát sinh chuyện thị phi. Vì vậy, khuyên những người tuổi Thìn trong tháng này nên chú ý điều chỉnh trạng thái và cảm xúc của mình, sống lạc quan nhất có thể,
gặp chuyện rắc rối thì nên tâm sự với mọi người xung quanh, đừng đặt nặng vấn đề quá, kẻo nhiều áp lực cho bản thân. Tháng 5, đánh giá 2 sao. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh cho nên vấn đề sức khỏe của tháng này hơi tệ. Bạn sẽ thường xuyên gặp phải tình trạng cơ thể khó chịu hoặc không thoải mái. Trong số đó, các vấn đề về đường tiêu hóa và cảm lạnh là nghiêm trọng nhất. Vì vậy, người tuổi Thìn nên chăm sóc cơ thể trong tháng này, giữ chế độ ăn uống sạch sẽ, nhẹ nhàng, nghỉ ngơi nhiều hơn, sinh hoạt điều độ, thì bệnh tật ắt sẽ tự khỏi. Tháng 6, đánh giá 3 sao. Năm 2022, tình cảm của những người tuổi Bính Thìn trong tháng 6 rất xấu. Bị sao hung tinh chiếu mệnh nên người tuổi Bính Thìn sẽ gặp họa vào tháng này. Có những kẻ xấu khiến những bạn đang tham gia vào ngành kinh doanh có thể gặp nạn trong tháng này. Những trận đòn tâm lý và những lời thóa mạ ác ý từ đồng nghiệp đã khiến cả công việc và các mối quan hệ xã hội của bạn đều sa sút. Khuyến khích Bính Thìn trong tháng này cần chú ý, tránh tự gây ra những phiền phức không đáng có cho bản thân. Tháng 7, đánh giá 3 sao. Sao Thiên Khốc khiến bạn có tính khí thất thường trong tháng 7, đặc biệt là khi nói chuyện với nửa kia hoặc thành viên trong gia đình. Thìn rất nóng nảy, thường xuyên cãi vã hoặc xung đột với các thành viên trong gia đình, dù chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt dẫn đến không khí gia đình căng thẳng. Vì vậy, trong tháng này, tuổi Thìn nên học cách kiềm chế tính khí và cảm xúc của mình, không nên thường xuyên chút năng lượng tiêu cực vào những người thân. Điều này rất bất lợi cho tài vận và tình cảm của gia đình bạn. Tháng 8, đánh giá 5 sao. Trong tháng 8, tuổi Bính Thìn có tài lộc tăng mạnh do tình hình thị trường tương đối tốt, đặc biệt là sự bùng nổ của thị trường chứng khoán có thể mang lại lợi nhuận cho nhiều bạn đang đầu tư tài chính. Bính Thìn là một trong số hàng ngàn nhà đầu tư chứng khoán thành công nhất của tháng này. Tháng 9, đánh giá 5 sao. Tháng 9 là tháng mang tin vui về cho Bính Thìn. Bạn không bị ảnh hưởng nhiều bởi các sao xấu trong cuộc, cho nên về cơ bản, bạn có thể duy trì bản thân trong tâm thế tương đối ổn định. Nữ mệnh có những ngày nhàn nhã hơn bao giờ hết trong tháng này. Không cần lo lắng về cuộc sống, không cần phải lo lắng về gia đình và cũng có rất nhiều thời gian rảnh để làm những gì bạn mong muốn. Tháng 10, đánh giá 4 sao. Tính đến tháng này, công việc của hầu hết các bạn nữ tuổi này đều tiến triển tương đối thuận lợi. Sự nghiệp của bạn về cơ bản vẫn được duy trì và không cần phải lo lắng quá nhiều về gia đình. Tháng 11, đánh giá 5 sao. Do có mối quan hệ làm ăn ngon ở thời điểm gần cuối năm, cho nên một số bạn làm ăn, buôn bán sẽ rất hanh thông trong tháng này, tài lộc tăng lên nhanh chóng. Nếu có thể nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, thì tháng này sẽ là tháng thu hoạch tài sản của bạn, và bạn cũng sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn. Tháng 12, đánh giá 4 sao. Bước sang tháng 12 âm lịch, do ảnh hưởng của Tết Nguyên đán, nên tháng này tuổi Bính Thìn chắc chắn sẽ bận rộn hơn những tháng trước. Bạn cần phải giải quyết nhiều chuyện gia đình, sự nghiệp và cuộc sống. Bạn cảm thấy rất mệt mỏi và kiệt sức trong tháng này, dễ bị ốm hoặc không khỏe do làm việc quá sức. Do đó, khuyến cáo tuổi Rồng nên nghỉ ngơi nhiều hơn trong giai đoạn này và đừng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau. Chính vì thế mà chúng ta luôn luôn phải vững tin vào cuộc sống, có thể nói rằng là đầy rẫy chông gai này, đúng không ạ? Qua phần luận giải của Phong Thủy Gia Cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm 2022 Nhâm Dần. Từ đó thì sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin đến chào và hẹn gặp lại.